Đức xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Di trú và lao động tại Hoa Kỳ do đài truyền hình SETTV thực hiện. Trong chương trình tuần này thì chúng ta sẽ nói về một đề tài mà có lẽ cũng không còn quá xa lạ, nhưng mà chắc chắn với những sự chia sẻ của luật sư Trần Nhật Thăng thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về những điểm mới về diện bảo lãnh giữa cha mẹ và con cái sẽ có những thay đổi nào trong năm 2021 trở đi. Gửi lời chào đến luật sư. Chào Hồng Thứ và một lần nữa xin chào quý khán thính giả của đài truyền hình SCT. Dạ, thì giống như lúc nãy Hồng Thứ cũng có nói về diện bảo lãnh mà cha mẹ bảo lãnh con cái thì chúng ta không còn lạ nữa và nhiều người cũng đã thực hiện qua cái diện bảo lãnh này thành công. Nhưng trong năm 2021 này thì đạo luật này có những cái điểm nào thay đổi, là những điểm mới nào hay không thưa anh? Thực sự ra thì chẳng có gì thay đổi cả. Dạ. Chỉ có cái dễ hơn là lúc mà mình xin thẻ xanh á, hay là mình đi phỏng vấn để được cái visa di dân sang Mỹ đó, thì người ta không có đòi hỏi cái đơn gọi là declaration of self sufficiency, chứng tỏ mình á, không có phải là gánh nặng nước Mỹ. Cái đây là một cái điểm mà có lẽ những người di dân người ta sẽ ủng hộ Biden vì vấn đề này. Dạ, gọi là gánh nặng công, mà giống như gánh cái show lần trước mình đã đúng nói. Yeah. Yeah. Thực sự đã nói rồi, cái gánh nặng công nó có từ thời tổng thống Clinton. Dạ. Từ năm 92 trở. Và cái luật đó, đạo luật đó ra khoảng năm 96 đó. Dạ. Nhưng mà người ta rất là lax, đến khi ông Trump ông lên thì ông lại gắt quá. Dạ. Và bây giờ đến Biden thì nới lỏng ra. Dạ. Dạ. Vậy thì trong thời điểm hiện tại, nếu như mà những ai chúng ta đang muốn bảo lãnh cha mẹ bảo lãnh con cái từ Việt Nam, hay là ngược lại con cái muốn bảo lãnh cha mẹ, thì chúng ta cần phải có thứ nhất là giấy tờ nào và những điều kiện nào, đặc biệt là cái vấn đề income của người bảo lãnh đứng ra bảo lãnh bên này thì cần chứng minh như thế nào thưa anh? Ok. Có lẽ là Hồng Tứ jump một chút xíu, nhưng mà mình sẽ trả lời thành từng cái giai đoạn. Nếu như mà cái giai đoạn mình nộp đơn bảo lãnh á, thì mình chưa cần phải nộp cái income vào. Mình chỉ cần chứng minh đây là cha mẹ của tôi, đây là con của tôi. Người ta sẽ xét hợp lệ thì người ta sẽ chấp thuận cái đơn đó. Đến khi hồ sơ chuyển về Việt Nam, chuyển qua bên National Visa Center đó, thì người ta sẽ yêu cầu mình bảo đảm tài chính. Lúc đó mình mới đưa ra cái thuế cũng như là cái đơn bảo trợ tài chính, để cái thuế để chứng tỏ rằng là mình đủ cái điều kiện về tài chính để bảo lãnh cái người này, và cũng như là những cái giấy tờ khác, nó gọi là civil documents, là ví dụ như khai sinh của người bên kia, rồi lý lịch tư pháp, rồi nếu mà người bên được bảo lãnh đó, là có gia đình thì phải có chứng minh là có cái hôn thú, rồi tất cả những cái thành viên trong gia đình đó phải có cái khai sinh. Nói tóm lại là như vậy. Nhưng mà bây giờ đến mà nói các diện bảo lãnh thì mình phải nói cái gì? Muốn bảo lãnh cha mẹ của mình thì thẻ xanh không được phép bảo lãnh. Chỉ có người có quốc tịch mới bảo lãnh được cha mẹ mình thôi. Còn khi mà cha mẹ bảo lãnh con của mình á, thì nó còn tùy. Cha mẹ mà muốn bảo lãnh cho con còn độc thân thì có thẻ xanh vẫn bảo lãnh được. Có thẻ xanh vẫn bảo lãnh được. Nhưng mà con phải độc thân. Mà nó chia ra làm hai cái loại nhỏ. Một cái loại thứ nhất đó là cái người con đó dưới 21 tuổi. Và loại thứ hai á, nó gọi là ưu tiên F2A. Còn F2B á, là người con chưa có gia đình. Cái người bảo lãnh là cha mẹ vẫn chỉ là thẻ xanh, nhưng mà người con đã trên 21 tuổi thì nó thành là F2B. F2A nó cũng có một cái dạng nữa là người có thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng của mình được. Là không có cần phải có quốc tịch, có thẻ xanh. Có thẻ xanh vẫn bảo lãnh vợ chồng, nhưng cái thời gian chờ đợi nó lâu hơn. Sở dĩ thời gian chờ đợi lâu hơn đó là vì cái đó không phải là cái ưu tiên cao nhất. Vậy thôi. Và cái người mà có quốc tịch đó, thì cái người có quốc tịch mà bảo lãnh cho vợ hoặc là chồng của mình đó, thì nó cái số visa đó, di dân đó, nó không bị giới hạn. Nghĩa là một năm đó mà có coi như là 1 triệu cái đơn, nói thậm xưng mà nói quá chút xíu, thì vẫn có visa cho những người đó đi vào nước Mỹ, những người mà được bảo lãnh đi vào nước Mỹ. Nhưng mình phải chờ đợi là vì trời, 1 triệu của hồ sơ nhiều quá, người ta đâu có xét. Cái đó là cái thời gian mà gọi là thủ tục hành chính người ta xét, thì phải mất thời gian và mình phải chờ thôi. Nhưng mà visa thì có. Còn những cái dạng ưu tiên khác
ngoài cái dạng mà có quốc tịch như vậy đó, thì nó phân chia ra làm 3-4 loại nữa. Wow. Thì mỗi một năm nó chỉ giới hạn trong cái category đó, trong cái loại đó chỉ có chừng mấy chục ngàn visa thôi. Vậy là nếu như mà mình nộp cái đơn đó vào nhưng mà năm đó họ đã phát đủ rồi thì có nghĩa là cái thời gian chờ đợi mình nó càng ngày nó càng tăng lên. Đúng, đúng. À, dạ. Là cái tài khóa, dạ, visa cho cái tài khóa năm đó hết, mình phải chờ sang năm. Dạ. Nếu mà mình sang năm cũng chưa hết nữa, tại vì người ta xét những cái nào ưu tiên đi trước mà đi sau, thì mình phải chờ nữa. Wow, vậy là cái thời gian chờ đợi là cái điểm khác biệt giữa những cái loại visa khác nhau. Đúng. Dạ. Rồi thêm một câu hỏi là nói về vấn đề income của người đứng ra bảo lãnh ở bên này, phải chứng minh là mình có đi làm, mình có đủ khả năng tài chánh thì lúc đó mình mới bảo lãnh một người ở nước khác sang. Vậy thì cái income này hiện giờ anh có biết là cái mức thấp nhất mà mình phải chứng minh là khoảng bao nhiêu tiền hay không anh? À, mỗi một năm thì nó có một cái bảng. Dạ. À, theo tôi nhớ đó thì cái số... Mình phải nói là tùy trường hợp nha. Bây giờ mình nói là một người này độc thân muốn bảo lãnh cho một người khác. Tôi điều chỉ, giả sử là vợ hay là chồng của mình đi. Hay là bảo lãnh con cũng được nữa. Thì cái số, cái income đó khoảng chừng 21.000. Con số chính xác thì mình nhắm không khoảng biết, là cỡ đó. Khoảng như vậy. 21-22.000 gì đó. Thành như tôi nhớ là như vậy. Hồi trước thì nó thấp nhưng mà mỗi một năm nó tăng. Thì chắc có lẽ về vấn đề lạm phát rồi những cái vấn đề giống như là bây giờ này chính phủ in tiền ra hàng trillion of dollars, như vậy là đồng tiền sẽ mất giá. Đồng tiền mất giá thì nhà sẽ lên, tất cả những vật giá phải lên. Dạ. Và thường cho khi nên... mà nhắc về cái vấn đề tài chánh thì Hồng Tứ nghe nhiều người nói là ồ nếu như vậy kiếm một người co-sign đi, co-sign cái hồ sơ để mà cho nó dễ dàng hơn. Anh có thể giải thích cho Hồng Tứ rõ cũng như là khán giả rõ hơn cái việc kiếm một người co-sign trong vấn đề bảo lãnh, thì cái người co-sign đó nhiệm vụ của họ là gì và những cái tác động nào mà họ sẽ gây ảnh hưởng đến hồ sơ bảo lãnh, hoặc là ngược lại cái hồ sơ bảo lãnh đó nếu như mà không có thực hiện thành công thì có ảnh hưởng đến người co-sign như thế nào thưa anh? Ok. Yeah. Câu hỏi đó cũng hay là Hồng Tứ nói cả lúc nếu mình được thì như thế nào, mà nếu như bảo lãnh không được thì như thế nào. Thì bây giờ cái người mà người ta gọi là đồng bảo trợ về tài chính đó là co-sponsor đó. Co-sponsor. Cái người bảo lãnh chính đó là petitioner. Cái người đó là cái người chịu trách nhiệm bảo lãnh về vấn đề tài chính. Thì lúc mình nộp đơn vào xin visa thì mình phải ký vào cái đơn đó, tôi bảo lãnh người này. Nhưng mà tôi không đủ tiền. Không có đủ cái số tiền trong... theo cái mức income, chứ không phải trong băng đâu. Trong băng thì nó lại khác nữa. Thì mình nhờ một người khác đứng đồng bảo trợ. Cái người đó cũng ký vào một cái đơn đó là nếu như mà cái người A không đủ thì tôi sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề tài chính cho cái người này. À. Thì cái người mà được ký vào cái đơn đó đó không nhất thiết phải là bà con. Không có liên hệ họ hàng, bạn bè cũng được nữa. Miễn là họ nhưng chấp nhận. Miễn là họ chấp nhận và họ phải là thường trú Mỹ hoặc là có quốc tịch Mỹ. Chứ còn có những người mà người ta đi qua đây, người ta làm ăn, người ta có tiền rất là nhiều về vấn đề tài chính, không thành vấn đề với người ta. Nhưng mà mình cũng, người đó cũng không bảo lãnh được tại vì người ta không phải là thường trú cũng như không phải là công dân Hoa Kỳ. Rồi. Bây giờ đó, khi mà mình gọi là mình ký cái bảo trợ tài chính thì mình chịu trách nhiệm thế nào? Cái người mà người bảo lãnh chính thì không nói, tại vì người ta muốn bảo lãnh người kia thì người ta phải chịu thôi. Nhưng mà đây là người mình là người bảo trợ phụ vô thì mình phải chịu trách nhiệm ít nhất là 5 năm. Ít nhất 5 năm, tại sao là ít nhất là 5 năm? Tại vì người ta tính rằng từ cái lúc có người đó qua Mỹ có được thẻ xanh thì 5 năm, 4 năm 9 tháng sau là mình có thể nộp, cái người mà được bảo lãnh qua đó có thể nộp đơn thi quốc tịch. Mà khi thi vào quốc tịch rồi đó thì cái trách nhiệm về tài chánh của cái người đồng bảo trợ sẽ hết. Còn nếu mà người đó không thi được quốc tịch vẫn còn tài sanh thì mình vẫn còn chịu cái trách nhiệm về bảo trợ tài chánh. Và cái trách nhiệm đó như thế nào, ví dụ như cái người mà được bảo lãnh qua, người ta đi xin những cái trợ cấp về tiền bạc của chính phủ liên bang thì nếu bị phát giác mình sẽ là người chịu trách nhiệm. Và cái luật về vấn đề mà bảo trợ tài chính đó nó gắt lắm thực sự ra đó. Nó mình thấy, tôi thấy trong cộng đồng Việt Nam mình có thể là có hơi bảo lãnh hay khúc mà nhờ đó, thì nó hơi bừa bãi một chút, tôi không biết gì hết. Nhưng mà mình phải biết rõ cái người mà mình bảo lãnh, cái hoàn cảnh người ta
đáng được mình giúp hay không, mình thân thiết thế nào. Mình tại phải biết những cái rủi ro mà mình có thể sẽ gánh. Yeah. Nếu mà người ta đi qua đây mà người ta là những cái người mà lanh một chút, 5 năm, 3 năm sau thế trường hợp là vợ chồng, người ta thi được quốc tịch thì tốt lắm. Lúc đó mình không còn trách nhiệm nữa. Yeah. Và khi mà mình ký bảo trợ tài chánh á, là mình nếu mà người đó chưa được thành quốc tịch á, thì lần sau mình bảo lãnh một người khác nữa đó. Dạ. Cũng là đồng bảo trợ luôn nha, chứ không phải là một người chính. Hay là mình bảo trợ chính đi, thì mình sẽ tính cả cái người mà mình đã bảo lãnh lúc trước, tại vì người này bây giờ chưa có được. Mình vẫn phải chịu trách nhiệm với lại cái người cũ đó. Thì thay vì như là mình lúc đây trước, bây giờ mình giả sử là cái người này cưới một người Việt Nam qua mà bảo lãnh, rồi sau này lại cưới, cứ như là xin lỗi, bảo lãnh thêm một người khác nữa, anh chị em gì đó, thì mình phải tính là cái người vợ của tôi này vẫn còn, thì mình tính phải tăng thêm một người nữa, chứ không phải cái mức độ mà tài chánh đó, nó tùy thuộc vào cái household size, tức là trong gia đình đó có bao nhiêu người. Dạ, cảm ơn anh. Thưa quý vị, bây giờ thì chương trình của chúng ta sẽ tạm ngừng trong vòng ít phút. Quay trở lại thì Hồng Tứ có rất là nhiều những trường hợp thực tế để mà quý vị có thể hiểu rõ hơn về diện bảo lãnh lần này. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh của đài truyền hình SETTV và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay cùng với lại luật sư Trần Nhật Thăng. Nãy giờ thì trong phần 1 chúng ta cũng nói về những rủi ro mà người đồng bảo trợ phải gánh nếu như mà chấp nhận ký một cái đơn để mà đồng bảo trợ theo diện giống như là cha mẹ bảo lãnh con cái, hay là nói chung là diện bảo lãnh gia đình nói chung. Vậy thì bây giờ có một trong những trường hợp thực tế mà Hồng Tư cũng muốn luật sư có thể giải thích thêm một chút xíu. Trường hợp này như sau. Trong trường hợp hồ sơ bảo lãnh đang trong thời gian chờ đợi đã được 6 năm, nhưng người đứng tên bảo lãnh gặp vấn đề sức khỏe, vậy có thể đổi người đứng tên được hay không? Hay là phải làm hồ sơ lại từ đầu? Thực sự thì cái chuyện mà đổi từ người này sang người kia không phải là dễ dàng đâu. Dạ. Cái người nào mà ký đơn đó là petitioner, tức là cái người đứng tên bảo lãnh, thì chỉ có người đó. Dạ. Nếu như người đó không may qua đời, thì một cái người thân nhân trong gia đình có thể đứng ra để xin, có thể nha. Yeah. Tôi nhấn mạnh cái chữ có thể là đứng ra để xin bây giờ, tại vì người này qua đời cho nên tôi đứng vào thế vào cái chân đó. Nhưng mà những cái trường hợp như vậy rất là khó, cái tiêu chuẩn đó, để mà được chấp thuận đó, người ta đòi hỏi rất là cao, cho nên khi mình nộp vào đó thì gần như đa số là bị từ chối. Luật nói là cho phép người petitioner qua đời thì một cái người là thân nhân khác có thể đứng vào. Cũng như bây giờ, thí dụ như người cha bảo lãnh, người cha qua đời thì người mẹ có thể xin. Và người mẹ thì không đủ income, không thành vấn đề. Lúc đó mình sẽ có người đồng bảo trợ tài chánh, tại vì cái người mẹ là người bảo lãnh chính mà. Nhưng mà để thay cái như vậy á, nó là cả một vấn đề. Nó gọi là humanitarian reinstatement, tức là mình xin được tiếp tục hồ sơ vì lý do nhân đạo. Nhưng mà nhân đạo, nói là nhân đạo thì nhân đạo, nhưng mà cái tiêu chuẩn để được chấp thuận rất là khó. Cho nên mà tôi thấy những hồ sơ đó nhiều lúc tôi cũng coi thử chút xíu, mà thấy mà không được thì tôi khuyên đừng có phí. Đừng mà có phí tiền, mất công. Nhưng mà với cái trường hợp giống như là mình có một người đồng bảo trợ, thì nếu như mà người đứng đơn chính qua đời thì người đồng bảo trợ đó có phải là tiếp nhận cái tiếp tục cái hồ sơ đó hay không anh? Hay là không, họ chỉ là bảo trợ về vấn đề tài chánh mà thôi? Người đồng bảo trợ chỉ đứng về vấn đề tài chánh. À. Bây giờ tôi nói thí dụ bây giờ người mẹ bảo lãnh cho người con ở Việt Nam, người mẹ lớn tuổi hay là bị bệnh không may qua đời, thì cái người chị em đúng không? Người chị em có thể xin với chính phủ để được tiếp tục cái hồ sơ này đứng ra bảo lãnh vì lý do nhân đạo. Thì cái người, giả sử cái người con đó đi cũng không đủ tài chánh, thì lúc đó cái người co-sponsor sẽ chịu về trách nhiệm tài chánh. Nhưng mà đó là cái luật đó, là người petitioner, tức là người bảo lãnh bị qua đời. Bây giờ nếu mà cái người beneficiary chính thì sao?
Người beneficiary là bây giờ tôi bảo lãnh cho một người con ở Việt Nam, thì cái người con ruột của mình là chính. Vợ và con chỉ là phụ, nó gọi là subsidiary beneficiary, là những người phụ đi theo đó. Mình nói cái ngôn ngữ bình dân đó là đi theo, diễn đi theo, đúng không? Nếu mà người không may cái người petitioner, xin lỗi, cái người principal beneficiary là cái người chính đó, mà qua đời thì là miễn. Là những người người đi theo là không được đi theo. Không được đi theo qua. Rồi mà không có người nào thay hết. Cho nên có những cái trường hợp người ta hỏi, quý khán thính giả có hỏi lúc xưa rồi, là cái người con ruột đã qua đời, người vợ còn đó, các đứa cháu còn nhỏ, nhân đạo không? Không. Luật nó không có cái trường hợp đó. Nhưng mà nếu mà có đi nữa thì cái tiêu chuẩn cũng lại rất là cao. Cho nên thường thường những cái dạng đó tôi coi qua một chút xíu mà thấy không có một cái yếu tố gì để mà mình gọi là mình được, xin mình reinstate được thì thôi, được nhận. Thì ở đây Hồng Tứ cũng có một câu hỏi, nó cũng khá là liên quan đến cái trường hợp lúc nãy mà luật sư vừa đưa ra. Thì câu hỏi như sau: tôi bảo lãnh cho gia đình của con gái gồm có hai vợ chồng và hai đứa con, tức là hai đứa cháu đó. Con gái của tôi đứng tên chính trong hồ sơ nhưng lại bị bệnh ung thư. Có cách nào để giúp cho trường hợp này hay không, hay là phải chấp nhận là hai đứa cháu cũng sẽ không được sang Mỹ? Bị ung thư thì bây giờ phải nói là cái đã qua đời chưa? Nếu mà vẫn qua đời sống. Rồi là không. Nếu mà qua đời thì là không. Qua đời là thôi. Dạ. Chắc chắn. Dạ. Cho dù mình kêu là hai đứa cháu tội nghiệp nhưng mà không, luật nó không có. Nó không cover những trường hợp như vậy. Dạ. Cho nên thì cũng mong là cái cô này bị ung thư nhưng mà cô vẫn chống chọi được và có may mắn, không biết được. Dạ. Nếu mà cô còn sống thì chắc chắn cô sẽ được. Dạ. Nhưng mà có, nếu mà cha mẹ bảo lãnh cho con mà con là có gia đình rồi á thì cái thời gian chờ đợi khá lâu đó. Dạ. Cho nên cũng mong, xin cũng cầu nguyện là cho cái cô kia tuy bị ung thư nhưng mà cô có thể là nó remission, tức là nó không còn nữa. Dạ. Là bị ung thư nó bị chặn lại, đã đứng lại và còn sống tới cái ngày mà cô được bảo lãnh. Dạ. Mà khi tới cái ngày được bảo lãnh, ok, khi tới cái ngày được bảo lãnh mà tòa lãnh sự đã cấp cái visa rồi. Thì cô có mất cũng chẳng sao. À, cấp visa cái ngày phỏng vấn nó xong, cấp visa liền thì coi như là người ta vẫn được đi như thường. Dạ. Mà Hồng Tứ có nhớ là trong một cái show lần trước thì anh có nhắc là có một vài những cái căn bệnh mà khi mà mình khám sức khỏe tổng quát để mà trước khi mình đi phỏng vấn mà họ nhìn vào trong cái kết quả khám sức khỏe của mình thì đôi khi họ sẽ không chấp nhận để cho mình sang Hoa Kỳ. Thì cái ung thư có phải là một trong những cái căn bệnh mà họ sẽ từ chối đơn xin của mình hay không thưa anh? À, không, thực sự đó là ung thư không phải là bệnh truyền nhiễm. Ừ. Nhưng mà bệnh lao phổi á thì người ta sẽ bắt mình uống thuốc, hoặc là lao phổi là TB, chứng tỏ là TB rõ ràng thì người ta phải trị hết cái bệnh đó rồi thì người ta cho đi. Nhưng có những trường hợp không phải là ung thư nhưng mà cái phổi nó có những cái lúc mà chụp hình á người ta thấy có những cái vết gì đó nó không thì, được trong người ta cũng bắt mình thì phải điều trị cho xong rồi người ta mới cấp visa cho mình đi. Vậy là những cái căn bệnh mà Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận là những căn bệnh nào mà về vấn đề lây nhiễm. Lây nhiễm thì sẽ đa phần là sẽ không, đặc biệt là vấn đề về lây nhiễm về phổi chẳng hạn, nhà bệnh lao thì phải trị cho hết. Nhân tiện Hồng Tứ nhắc tới cái chuyện mà những bệnh AIDS á, lúc trước á là cấm, nhưng sau một cái thời gian cũng khá lâu rồi, tôi nghĩ là từ thời Obama thì nó có một cái waiver. Cái waiver là cho những người bị bệnh AIDS mình nộp cái đó vào, nhưng mà mình phải thuyết phục như thế nào đó là rất là chi tiết trong đó. Nó là một cái waiver rõ ràng. Cái waiver cái nghĩa căn bản của nó có nghĩa là bỏ qua cái chuyện gì đấy. Tuy tôi có bệnh AIDS đó nhưng mà vẫn bỏ qua cái chuyện bệnh AIDS để cho tôi nhập cảnh Hoa Kỳ. Rồi câu hỏi tiếp theo như sau: tôi từ nhỏ vì gia đình của cô muốn nhận nuôi nên trên giấy khai sinh không có tên ba mẹ ruột. Nay tôi đã sang Mỹ và có quốc tịch, có cách nào để có thể bảo lãnh ba mẹ ruột hay không? Có nghĩa là tên trên giấy khai sinh là hoàn toàn không phải là ba mẹ ruột. No. Không có cách nào. Rất tiếc. Thực sự ra đó, trong cái đơn bảo lãnh người ta có hỏi mình có phải là người bị được adopt hay không. Thì nếu mình là coi như là được adopt rồi, bây giờ lại lấy tên theo cái người cô gì đó, thì rất tiếc trong trường hợp này không thể nói tôi là con của ông A, bà B giờ ở Việt Nam và bây giờ tôi muốn bảo lãnh cho cha mẹ tôi. Không. Và cũng không có cách nào để mà mình cố gắng chứng minh cái việc này hết. Không, cho dù DNA xác nhận rằng là
cái người này á, có cha mẹ là hai người đang ở Việt Nam không? Tại mình khi mà mình đã là được adopt, theo trường hợp này coi như là adopt rồi đó, thì là mình là con của người kia rồi. Mình không thể ngược quay ngược lại mình để bảo lãnh cho cha mẹ ruột của mình được. Sẵn nhân tiện anh cũng đang nhắc về cái vấn đề là nhận con nuôi đó. Thì nếu như mà một người ở bên Mỹ muốn nhận con nuôi ở bên Việt Nam, thì cái thời gian bảo lãnh hay là những điều kiện nào mà mình cần phải qualify, bao gồm những yêu cầu như thế nào thưa anh? Không, tôi cũng tính xin con nuôi hả? Dạ không. Cái trường hợp bảo lãnh xin, như xin con nuôi ở Việt Nam á, nó cũng rất là khó khăn. Mình phải nói một cách tổng quát là như vậy, mình muốn nhận một người con không phải là mình cứ về mình nhận bừa là người bà con của mình, không được đâu. Mình phải xin từ một cái cơ quan nào đó mà được lãnh sự quán của Mỹ có công nhận. Vậy là mặc dù cái đó là cái trại mồ côi chẳng hạn, nhưng mà cái trại mồ côi đó phải được lãnh sự quán công nhận, chứ không phải là trại nào cũng được. Không phải là trại nào cũng được. Mình phải cẩn thận cái đó. Và khi mình nhận á, mình đứa con nuôi đó đó, thì mình phải có cái thời gian như mình gần gũi nó đó, khoảng 2 năm đó, thì mình mới được bảo lãnh cho nó. Chứ không phải bây giờ. Đó là trường hợp mà mình ở Việt Nam nha. Thí dụ như bây giờ mình đang ở Việt Nam và mình có một đứa vì một cái hoàn cảnh thương tâm ở đó, hoặc là ngay thì mình nhận một đứa con làm con nuôi, thì cái việc người Việt Nam mình thấy là hay không có để ý về vấn đề giấy tờ. Đối với chuyện về con nuôi á, với Mỹ thì phải có adoption decree, tức là cái giấy tuyên bố đây là con nuôi của tôi theo tòa án. Chứ không phải giấy ngoài được. Chứng quận không được, phải là tòa án. Rồi bây giờ đó, khi mình là mình nhận đứa nhỏ đó rồi, mà bây giờ mình mới được anh chị em bảo lãnh đi, thì mình phải chứng minh rằng mình đã ở với đứa nhỏ này được 2 năm trở lên. Nếu mà dưới 2 năm sẽ không được đi theo. Cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý vị, rất tiếc là bây giờ chương trình của chúng ta cũng đã hết thời gian. Nếu như quý vị có trường hợp cá nhân cần với được sự tư vấn của luật sư Trần Nhật Thăng, quý vị có thể bình luận ở dưới mỗi video trên YouTube của đài tại Sài Gòn Entertainment Television. Và ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo ở trang website, đó chính là vivaconsulting.vn. Hồng Tứ và luật sư Trần Nhật Thăng một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những chương trình lần sau.